giá nào cũng mua. Cha mất để lại đất đai cho anh em chúng ta, chú chưa vướng bận vợ con nên anh đặc biệt giao cho chú trách nhiệm khai khẩn mảnh đất hoang này. Mảnh đất này thì làm được gì nhỉ? Đất cứng như đá, lại nứt nẻ khô hạn nữa anh ạ. À, thầy mới cần đến sức trẻ của em. Thế nha chú em. Anh nghĩ nó có làm được mà ăn ở cái mảnh đất chó ăn đá gà ăn sỏi kia không? Khéo lại chết đói. Thần ngày nãy lo, chú với tôi cứ lo cài cấy mấy cái đám hoa màu của mình đi đã. Đúng rồi, ai bảo nó ngốc chứ. Không sao, mình thanh niên khỏe mạnh, có gì mà không làm được. Mình phải tưới nhiều nước hơn nữa mới được. Hồ nước sắp cạn rồi mà mảnh đất vẫn khô cằn quá. Như nước đổ lá khoai vậy, tưới hoài tưới mãi mà chẳng thấy thấm vào đất gì cả. Mình phải cố gắng hơn mới được. Mình phải làm sao đây? Chàng trai trẻ, tại sao con khóc? Bà Tiên ơi, ba mẹ con mất đi, hai anh con chia cho con mảnh đất này để cày cấy, nhưng mảnh đất này khô cằn quá bà Tiên ơi. Chắc con phải bỏ nó mà đi chỗ khác kiếm sống thôi. Ta nói cho con biết, mảnh đất này ấp ủ mầm giống của một loài hoa vô cùng quý giá. Con hãy chăm sóc nó, rồi sẽ được đất trời đền đáp. Ôi, thật như vậy hay sao? Vâng, con xin nghe lời bà. Hoa gì mà lạ quá, đẹp thanh tao và thơm ngào ngạt. Chắc là hoa quý lắm đây. Cậu bán cho chúng tôi đi, giá bao nhiêu chúng tôi cũng mua. Trời, giá nào cũng mua ư? Biết thế mình cứ nhận mảnh đất ấy, giờ thì giàu to rồi. Nhớ ơn bà Tiên ở hồ nước, người em út đặt tên cho loài hoa bọc lên từ mảnh đất cô cằn ấy là hoa Thủy Tiên. Câu chuyện hoa Thủy Tiên như một lời nhắn nhủ rằng hãy cứ chăm chỉ làm việc, tài lộc sung túc sẽ đến với bạn. Hai người bạn. Về thôi. Hôm nay có hẹn hay sao mà sốt sắng thế Ly? Ừ, hôm nay tớ có hẹn đi liên hoan với nhóm bạn mới trong câu lạc bộ khiêu vũ. Mọi người đang chờ dưới sảnh rồi. À, hay cậu đi cùng tớ cho vui. Thôi, cậu cứ đi đi, tớ ngại lắm. Với lại, tớ còn một ít công việc đang làm dở chưa xong. Tớ làm nốt rồi mới về. Ừ, thế thôi, tớ đi trước đây, không mọi người lại chờ. Đi chơi vui vẻ nha. Bye cậu. Xong rồi, về thôi. Thôi chết, Ly quên điện thoại ở cơ quan rồi. Làm sao giờ? Hình như có việc gì đó rất quan trọng, điện thoại cứ reo suốt. Alo ạ? Ly à, mẹ đây. Mẹ đang đứng ở bến xe, con ra đón mẹ nha. Ờ, dạ, chào cô ạ. À, cháu là Lan, bạn của Ly ạ. À, Ly để quên điện thoại ở cơ quan, giờ bạn ấy lại đi liên hoan mất rồi. Cô ơi, cô đứng ở chỗ nào để cháu ra đón ạ? Ờ, vậy à, thế thì phiền cháu quá. Cô đang đứng ở bốt điện thoại ngay trước cửa bến xe. Dạ, không sao, cô chờ cháu một chút, cháu tới ngay ạ. À, cô ơi, cô có phải là mẹ của Ly không ạ? À, cô đây, may quá mà có cháu đón. Không thì cô lớ ngớ không biết thế nào, có khi lại lạc. Dạ, trên này đông đúc, không quen đường thì khó đi lắm ạ.
Nghe nói nó mới chuyển nhà trọ, cô chưa định lên nhưng lại thấy lo lo, nên lên xem con bé thế nào. Đi vội quá nên chưa kịp gọi cho Ly. Không ngờ đúng hôm nay con bé lại quên điện thoại ở công ty, phiền cháu quá. Dạ không có gì, cô lên xe đi, để cháu xách bao gạo cho. Bây giờ cô cháu mình đi ăn tối, rồi cháu chở cô về nhà trọ của Ly. Chắc tầm ấy thì Ly cũng về rồi ạ. Cảm ơn cháu, cháu tốt bụng quá. Công nhận Ly sành ăn thật đó, quán này ngon thật, thế mà bọn tớ chẳng biết. Vì chứ những quán ngon ở khắp thành phố này, chẳng chỗ nào mà tớ không biết. Siêu thế, Ly thật là sành điệu. Rõ rồi còn gì, nhìn người là phải biết chứ. Vừa xinh xắn lại vừa sành điệu thế này, chắc chắn là nhà mặt phố luôn, đúng không? À này, hay lát ăn xong bọn mình đi chợ đêm chơi đi. Đi chợ đêm cũng có nhiều cái hay lắm. Ý kiến hay đấy, Ly đi được chứ. Chuyện nhỏ, nhất trí luôn. Đã hơn 9 giờ, chắc giờ này Ly cũng về rồi cô ạ. Tốt quá. Thôi chết, sao Ly vẫn chưa về nhỉ? Ly ở đây à cháu? Dạ vâng ạ, nhưng chắc là chưa về rồi. Cô ơi, giờ cháu đưa cô qua chỗ cháu nghỉ tạm đã, rồi lúc nữa cháu lại đưa cô quay lại đây, cô nhé. Ấy thôi, cô cảm ơn, phiền cháu quá rồi. Cô ở đây chờ nó một tí, chắc nó cũng sắp về rồi. Cháu cứ về nghỉ đi, mai còn đi làm, cô không sao đâu. Nhưng mà cháu lo. Cháu đừng lo, cô không sao. Cháu cứ về đi, cô cảm ơn cháu nhiều lắm. Dạ. Cô ơi, đây là số điện thoại của cháu, có gì cô cứ gọi cho cháu nha. Còn đây là điện thoại của Ly, cô cầm luôn giúp bạn ấy ạ. Cảm ơn cháu, cháu tốt quá. Dạ không có gì ạ. Thôi, cháu chào cô ạ. Nếu Ly về muộn, cô cứ gọi cho cháu, cô nhé. Được rồi, cô biết rồi, cháu về nhé. Sao con bé về muộn vậy? Thôi chết, mưa rồi, ướt hết gạo mất thôi. Kia rồi, sang bên đó đứng cho đỡ mưa. Mẹ, mẹ ơi. Lan, sao cậu lại ở đây? Mẹ tớ. Cậu nói khẽ thôi, cô vừa mới chợp mắt. Cậu yên tâm đi, mẹ cậu chỉ bị trật khớp chân và xây xát nhẹ. Bác sĩ đã chỉnh lại và băng bó ổn rồi, không sao đâu, cậu đừng lo. Cảm ơn cậu, nhưng chuyện này là sao? Cậu quên điện thoại ở cơ quan, đúng lúc mẹ cậu lên tới gọi điện. Tớ nhận điện và ra đón mẹ ở bến xe, rồi đưa về nhà cậu. Lúc đó cậu vẫn đi liên hoan chưa về, tớ không yên tâm nên để lại cho cô số điện thoại, nói nếu có chuyện gì thì cứ gọi. Tớ vừa về nhà được một lát thì thấy có người gọi điện, nói cô gặp tai nạn lúc xách bao gạo qua đường, đang được đưa vào viện, thế là tớ lập tức vào đây. Ra là vậy, tớ vô ý, sao lại có thể quên điện thoại rồi để xảy ra chuyện này chứ. Cảm ơn cậu nhiều lắm, không có cậu thì... Có gì đâu chứ, tớ coi mẹ cậu cũng như mẹ tớ vậy. Cậu tốt quá, cảm ơn cậu. Mẹ, mẹ ơi. Sự tích trái sầu riêng. Mình đã đi ròng rã gần nửa tháng trời rồi, có lẽ cũng cần phải lên bờ nghỉ ngơi và mua sắm chút đồ đạc nữa chứ. Con ơi, con tỉnh lại đi. Xin hỏi cô nhà bị làm sao thế ạ? Hai mẹ con tôi vừa đi lễ ra, đến đây thì con gái tôi bị ngất xỉu. Giờ đến Lan Y thì xa, tôi không biết phải làm sao đây. Bác cứ yên tâm, cháu cũng biết chút ít về bốc thuốc, để cháu bắt mạch cho cô nhà. Thế thì tốt quá, cậu giúp tôi với. Lại trời Phật, con đã tỉnh rồi. Mẹ,
Đây là... May quá, con vừa ngất xỉu thì gặp cậu này nè. Nhờ cậu ấy mà con tỉnh lại được đó. Cô nhà thể trạng yếu, chắc là gặp khí độc nên mới bị xỉu như thế thôi ạ. Chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm thì cô nhà sẽ khỏe mạnh trở lại thôi ạ. Nhà tôi cách đây mấy dặm, nếu cậu không ngại, xin mời đến nhà tôi chơi. Gia đình có lời cảm ơn cậu. Dạ, vậy sẵn có thuyền dưới kia, mời bác cùng cô lên thuyền, cháu chở về ạ. Tốt quá, vậy đi thôi. Chúng tôi chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau, làm ruộng nuôi tầm. Trong nhà từ lâu đã thiếu bóng dáng của người đàn ông. Tôi nơm dáng vẻ cậu cũng là người hiền lành, chất phác. Nếu cậu không chê con gái tôi xấu xí, tôi gả nó cho cậu và mời cậu ở lại nơi này. Dạ, cháu vì có việc khó nói, phải rời bỏ quê hương, lên đền trên sông nước đã lâu. Nay được bác quý mến thương yêu cho ở lại, cháu đây vô cùng sung sướng ạ. Chàng xem, cái cây ngày nào vợ chồng chúng ta cùng nhau vun trồng, giờ đã đơm hoa kết trái rồi kìa. Có lẽ là trái này đã chín, chúng ta hãy thử thưởng thức xem sao. Chàng hãy nếm thử trái tu rên đầu mùa đi. Mùi chưa quen thì có vẻ khó chịu là thế, nhưng khi chàng nếm thử, chàng sẽ thấy nó đậm đà như lòng của em đây. Quả đúng là kỳ lạ, ta chưa bao giờ được nếm thứ quả nào đặc biệt đến vậy. Rất ngọt ngào và đậm đà. Gió lạnh đã về, thôi để ta đưa nàng vào trong nhà nghỉ ngơi nha. Mấy hôm nay nàng đâu có được khỏe. Nàng gắng ngồi dậy uống chén thuốc ta mới sắc đây. Bệnh thiếp thế nào thiếp biết, chỉ đáng tiếc là không thể cùng chàng tới tận ngày đầu bạc răng long. Xin nàng được bỏ ta. Vợ chồng ta đã hứa là sẽ cùng nhau đi đến tận chân trời góc bể cơ mà. Thiếp sống là vợ chàng, chết đi cũng vậy, không bao giờ thay đổi. Nên dù có hồn lìa khỏi phách, thiếp cũng mãi hướng về chàng. Thế tử, xin đừng bỏ ta, đừng bỏ ta mà. Mới ngày nào nàng và ta cùng trồng cây, rồi cùng trong ngày hay trái đầu tiên. Vậy mà giờ đây nàng ra đi để mình ta lẻ bóng. Nương tử, nương tử, xin đừng quá đau buồn vì thiếp. Cuộc sống của ta giờ thật vô nghĩa vì thiếu vắng nàng. Nàng hãy cho ta theo với. Cả đời này ta chỉ có một mình nàng là vợ mà thôi. Dù thiếp chết đi thì linh hồn vẫn sẽ mãi mãi luôn bên cạnh chàng. Chàng hãy trở về quê hương bản quán của mình, đem trái tu rên về làm dông để nhớ tới người vợ này. Được, được, ta xin nghe theo lời nàng. Nương tử, được, hãy theo ta trở về quê hương xứ sở. Chàng trai nọ mang quả tu rên trở về quê với nỗi nhớ canh cánh bên lòng về người vợ cũ. Mọi người ơi, lại xem nhà ông đồ có giống cây gì cho ra quả lạ lắm đây nè. Chào bà con, đúng lúc cây tu rên cho trái chín đầu tiên. Mời bà con vào trong cùng thưởng thức. Ôi, cái mùi của nó. Thưa mọi người, quả đặc biệt này bên ngoài thì xấu xí và đầy gai, mùi lại khó chịu, nhưng muối bên trong lại ngọt ngào, đẹp đẽ giống như tình nghĩa vợ chồng thủy chung son sắt. Sau đó ít lâu thì ông đồ qua đời. Về sau, mỗi khi ăn trái tu rên, dân làng thường nhớ đến người gây giống, nhớ đến mối tình chung thủy của đôi vợ chồng trẻ. Cái tên sầu riêng dần được thay cho tu rên, ý nói mối tình riêng thủy chung đầm thắm, dù cái chết cũng không ngăn cách được. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.